đời thăng trầm của ngôi sao phim cấp 3 Hồng Kông một thời. Tờ QQ đánh giá, nhắc tới những ngôi sao nỗ lực thoát mác diễn viên phim cấp 3, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Thư Kỳ, bà xã Phùng Đức Luân. Ít ai biết rằng, cùng thời với Thư Kỳ còn có một nữ diễn viên từng là ngôi sao phim khiêu dâm đình đám của Hồng Kông, đó là Trung Trân, người đẹp kém may mắn hơn Thư Kỳ. Trung Trân hay còn gọi là Jessica Trung, sinh ngày 27 tháng 1 năm 1979 tại Đài Loan. Từ nhỏ cô sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm. Khi Trung Trân còn trong bụng mẹ, cha mẹ cô đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Sau đó người cha mang theo con gái lớn bỏ lại mẹ con cô. Vừa chào đời, Trung Trân đã được mẹ gửi cho bà ngoại nuôi nấng. Lúc ấy bà ngoại cô ngoài 60 tuổi và không có thu nhập ổn định. Cuộc sống của hai bà cháu chỉ dựa vào phụ cấp ít ỏi, thi thoảng nhận được từ ba người con trai của bà. Cuộc sống nghèo khó khiến Trung Trân nuôi hy vọng đổi đời. Cô dấn thân vào làng giải trí với nghề người mẫu cho các tạp chí. Đầu năm 1997, Trung Trân lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Tinh, ông trùm phim cấp 3 Hồng Kông. Khi biết đóng thể loại phim này có thể kiếm bộn tiền, Trung Trân không ngần ngại nhận lời và tới Hồng Kông lập nghiệp. Sau khi ký hợp đồng đóng 6 phim trong vòng 2 năm, thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi vào vai chính trong phim cấp 3 Khi Mận Đào Chín. Với gương mặt thanh tú, thân hình quyến rũ với những cảnh khỏa thân hoàn toàn khiến bộ phim trở thành cơn sốt và giúp Trung Trân nổi danh chỉ trong thời gian ngắn. Với vai diễn Mật Đào trong phim, Trung Trân được đề cử giải nữ diễn viên nóng bỏng nhất Hồng Kông thập niên 1990 tại Liên hoan phim cấp 3 Kim Tượng Hồng Kông lần thứ nhất. Vào tháng 10 cùng năm, Trung Trân được chọn làm gương mặt trang bìa cho tạp chí Playboy phiên bản Trung Quốc. Sau đó cô tham gia hàng loạt phim nóng của đạo diễn Vương Tinh, tiêu biểu là series phim Ngọc Bồ Đoàn, Ngọc Nữ Liêu Trai, Công Tử Phong Lưu. Tuy tuổi còn nhỏ, Trung Trân rất táo bạo, cô cười nói tự nhiên với nhân viên đoàn phim khi đang đóng cảnh không mảnh vải che thân. Trung Trân từng bước khẳng định mình và trở thành nữ hoàng phim khiêu dâm một thời của Hồng Kông, tên tuổi sánh ngang với Thư Kỳ, ông Hồng, Lý Lệ Trân. Dù vậy, càng trưởng thành, Trung Trân càng hiểu rõ hơn về ngành sản xuất phim đen. Không muốn cả đời làm diễn viên phim khiêu dâm, cô tuyên bố rút lui khi ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nuôi hy vọng làm lại cuộc đời, Trung Trân kiên trì nguyên tắc, thà chết đói chứ quyết không khỏa thân, dù cô luôn nhận được lời mời từ các nhà sản xuất. Từ đó cô chỉ sống dựa vào tiền thù lao ít ỏi từ việc tham gia các chương trình truyền hình. Cô cố gắng rũ bỏ hình ảnh quá khứ bằng cách thử sức với vai phụ trong một số phim chính thống. Tuy vậy, Trung Trân không được công chúng đón nhận như Thư Kỳ hay Khâu Thục Trinh. Nữ diễn viên còn bị ám ảnh bởi công việc cũ. Chỉ cần nghe thấy những từ như phim cấp 3 hay khỏa thân, cô lập tức trở nên căng thẳng, lo sợ và dẫn tới đau dạ dày. Có thời gian cô mất ngủ triền miên khiến thân hình gầy dọc chỉ còn khoảng 40 cân. Cô dần vắng bóng khỏi làng giải trí từ đó. Suốt một thời gian dài không ai biết cuộc sống Trung Trân ra sao. Nhiều nguồn tin cho rằng cô phải nhập viện để điều trị bệnh tâm thần. Gần đây, Trung Trân theo đoàn quay ngoại cảnh cho một chương trình thực tế của Đài Loan. Cô chỉ là người dẫn chương trình tạm thời. Khi được hỏi có ý định tái xuất màn ảnh hay không, Trung Trân cười nói, được ở nhà và vui đùa với bốn chú mèo đáng yêu là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống đơn giản, không có ý định trở lại với nghề diễn. Cô được cho là sống độc thân. Năm giai nhân Hoàn Châu Cách Cách lên đời sau vai A Hoàn. Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Triệu Vi là bộ ba cùng thành công nhờ Hoàn Châu Cách Cách năm 1997 do Quỳnh Giao chấp bút. Khi đó bản thân Quỳnh Giao cũng không thể ngờ tác phẩm này lại trở thành kinh điển trên màn ảnh nhỏ. Cả ba diễn viên đều là sự lựa chọn thứ hai của bà sau khi những ứng viên số 1 lắc đầu. Nhờ phim Phạm Băng Băng được coi là vịt hóa thiên Nga sau khi từ A Hoàn nhỏ hiện trở thành nữ hoàng giải trí. Thực tế không chỉ Phạm Băng Băng, nhiều diễn viên phim Hoàn Châu Cách Cách cũng tỏa sáng dù từng đóng vai A Hoàn. Trong Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vi vào vai công chúa. Nhưng thời điểm đầu khi mới khởi nghiệp theo học ở trường của đạo diễn Tạ Tấn, cô từng đóng vai A Hoàn bị phạt quỳ của Củng Lợi trong Họa Hồn. Tử Vi Cách Cách, Lâm Tâm Như cũng có kinh nghiệm là nô tỳ bên cạnh diễn viên Vương Tự Ý trong Thiên Sư Trung Khôi Long Nữ Thủy Quái thực hiện năm 1996. Vai diễn của cô lướt qua màn ảnh và khán giả thậm chí không nhớ Lâm Tâm Như từng tham gia phim này. Bộ ba ngày ấy giờ đều là sao hạng A tại Trung Quốc. Triệu Vi còn lọt top 500 doanh nhân giàu có nhất. Trong khi đó, Phạm Băng Băng 2 năm liên tiếp nằm trong danh sách các nghệ sĩ có mức thù lao cao nhất thế giới. Lâm Tâm Như dù có phần kém tiếng hơn hai đồng nghiệp nhưng vẫn có trong tay hàng trăm triệu nhân dân tệ. Tịnh Nhi, Vương Diễm từng đóng vai A Hoàn Bách Hợp trong phim Mai Hoa Lạc bên Trần Đức Dung, Mã Cảnh Đào vào năm 1993. Sau đó cô tiếp tục có duyên vai người hầu. Vương Diễm xuất hiện kín tiếng bên Trần Hồng, vợ đạo diễn Trần Khải Ca, Trần Đức Dung và Châu Hải My. Năm 1999, nhờ vai Tịnh Nhi trong Hoàn Châu Cách Cách 2, Vương Diễm bỗng chốc trở thành ngôi sao của làng điện ảnh Hoa ngữ. Vào năm 2000, cô kết hôn với doanh nhân giàu có họ Vương. Sau đám cưới, Vương Diễm dần rút khỏi làng giải trí, tập trung cho gia đình và sinh con. Hiện cô được miêu tả như quý bà showbiz sống trong khu biệt thự Vương Phủ Tinh, ngay gần Tử Cấm Thành.
A Hoàn Thái Hà trong bộ tứ Minh Nguyệt Thái Hà, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử ở cung Khấu Phương trai của Tiểu Yến Tử hiện cũng sống giàu có và quyền thế. Vào năm 2014, Lưu Phương Dục tổ chức hôn lễ với Phó Chủ tịch Văn hóa tỉnh Sơn Tây, nhà sản xuất phim Triệu Kiến Bình. Cô được chồng yêu chiều hỗ trợ rất lớn trong công việc, tài sản của đôi vợ chồng vì thế tăng theo cấp số nhân. Tờ QQ cho hay xét về độ giàu có, Lưu Phương Dục không hề kém cạnh Phạm Băng Băng, vợ chồng cô còn là những người có tiếng nói trong ngành nghệ thuật Trung Quốc. Vợ chồng Trương Chí Lâm dù giàu có nhưng 15 năm chỉ ở nhà thuê. Thưa quý vị và các bạn, Trương Chí Lâm và Viên Vịnh Nghi gặp nhau năm 1992 khi cùng hợp tác trong phim Biên Thành Lãng Tử và nên duyên từ đó. Năm 2000, Trương Chí Lâm cầu hôn Viên Vịnh Nghi và họ làm đám cưới vào năm 2001. Khi ấy, con đường sự nghiệp của Trương Chí Lâm vẫn gặp nhiều khó khăn. Hai vợ chồng không chụp ảnh cưới, cũng không tổ chức tiệc tùng linh đình. Họ chỉ mời bạn bè tới chung vui ở một nhà hàng nhỏ. Việc mua nhà, mua xe với nam ca sĩ là điều gần như không thể. Nhưng Viên Vịnh Nghi không hề để tâm đến điều này. Cô chia sẻ chỉ cần ở bên chồng là đã thấy hạnh phúc. Vì thế, cặp vợ chồng trẻ quyết định thuê nhà để chung sống. Năm 2006, hai người chào đón con đầu lòng, bé Trương Mộ Đồng. Gia đình ba người sống rất hạnh phúc. Lúc này, sự nghiệp của Trương Chí Lâm cũng đã có nhiều thành tựu. Anh giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ ở Hồng Kông và lục địa. Tên tuổi anh nổi khắp các nước châu Á như Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, v.v. Cát xê của nam ca sĩ thuộc vào hàng nhất nhì trong làng giải trí Hồng Kông. Mức thù lao lớn nhất mà Trương Chí Lâm cùng bà xã nhận được là 36 triệu đô la Hồng Kông, tương đương hơn 100 tỷ đồng cho 12 tập của chương trình thực tế Trên Đường Có Em. Đến năm 2012, tuy kinh tế đã vững chắc nhưng Trương Chí Lâm vẫn chưa muốn mua nhà. Lý do được anh chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng giá nhà ở Hồng Kông đắt và không ổn định. Số tiền tôi bỏ ra để mua một căn hộ có thể bằng tiền thuê nhà đến lúc tôi hơn 130 tuổi. Hơn nữa, vợ tôi cũng hoàn toàn ủng hộ việc này. Một lý do nữa mà gia đình tài tử này không chi tiêu vào nhà đất là do hai vợ chồng dùng tiền phục vụ sở thích riêng. Trương Chí Lâm rất thích xe ô tô. Từng có lần trong lúc đi dạo phố, anh đột nhiên chạy vào cửa hàng bán xe để ngắm, quên cả việc đang đi cùng vợ và bỏ mặc vợ trên đường. Còn Vịnh Nghi lại có niềm đam mê với túi xách và trang sức. Trương Chí Lâm tiết lộ, cứ mỗi lần nghe thấy tên mấy hãng túi hiệu là cô ấy lại phát điên lên. Tịnh Tịnh là biệt danh của Viên Vịnh Nghi, rất thích Paris chỉ vì ở đó có hãng túi Hermes. Trong 15 năm chung sống, gia đình Trương Chí Lâm đã chuyển nhà 4 lần. Năm 2006, họ thuê một căn hộ rộng 220m² với giá 150.000 đô la Hồng Kông một tháng, tương đương 430 triệu đồng để phục vụ cho việc dưỡng thai của Vịnh Nghi. Năm 2007, hai vợ chồng chuyển sang một căn hộ rộng 306m² với giá 130.000 đô la Hồng Kông một tháng, tương đương 370 triệu đồng. Sau đó, giá nhà ở đây tăng lên khá nhiều, vì vậy mà họ chuyển sang một căn hộ với diện tích 165m² ở vịnh Ripples có giá rẻ hơn 60.000 đô la Hồng Kông một tháng, tương đương 170 triệu đồng. Năm 2010, hai vợ chồng chuyển sang căn hộ cao cấp có diện tích rộng gấp đôi căn hộ cũ, 280m² trong hoa viên Manhattan, có giá 150.000 đô la Hồng Kông một tháng. Tới năm 2015, hai vợ chồng mới chính thức sở hữu căn hộ riêng của mình. Vào dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Chí Lâm quyết định tặng Vịnh Nghi một loạt quà khủng, ước tính trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ. Trong đó, một căn biệt thự 1,5 triệu đô la Mỹ ở vịnh Causeway và một bất động sản khác giá 900.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, anh còn không tiếc tiền tặng vợ một chuyến du lịch xa hoa, tượng rồng và đại bàng để cầu may mắn cho gia đình. Bên nhau 24 năm, Trương Chí Lâm và Viên Vịnh Nghi luôn khiến công chúng ngưỡng mộ vì tình cảm ngọt ngào họ dành cho nhau. Cuộc hôn nhân của hai người từng có nguy cơ tan vỡ trước tin đồn ngoại tình của Trương Chí Lâm hay thông tin Viên Vịnh Nghi một thời là bồ nhí của đại gia La Diệu Huy, nhưng họ luôn cố gắng thấu hiểu và bao dung cho nhau. Trương Chí Lâm tâm sự, nhiều tranh cãi đã xảy ra, tôi và cô ấy từng nghĩ đến việc chia tay vài lần rồi. Nhưng cuối cùng, khi ngồi đối diện nhau và nói chuyện, chúng tôi nhận ra rằng cả hai thuộc về nhau. Từ khi có con, Viên Vịnh Nghi quyết định rút khỏi làng giải trí để chuyên tâm chăm sóc gia đình. Do ít khi trang điểm và không hay chăm chút ngoại hình nên Viên Vịnh Nghi thường bị chê kém sắc mỗi lần sánh bước bên chồng. Nữ diễn viên cho biết từ khi kết hôn, Trương Chí Lâm luôn để cô tự do làm điều mình thích và chưa bao giờ chê bai vẻ ngoài của vợ dù cô béo hay gầy. Viên Vịnh Nghi tâm sự, anh ấy nói chỉ cần tự nhiên, hài hòa và bình thường là được. Vì thế tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì để tân trang nhan sắc. Tháng 10 năm 2016, Trương Chí Lâm và Viên Vịnh Nghi cùng tham gia chương trình Happy Camp. Trong chương trình, chàng Quách Tích đã viết một bức thư dạt dào tình cảm cho vợ.
Em yêu à, nếu như tình yêu có thể dùng mấy chữ này để nói lên tình cảm bao năm nay, thì sự đời đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Em yêu à, nếu như tình yêu thực sự có thể dựa vào vài ba câu nói, hoặc chỉ cần hét lên, anh yêu em, là có thể chứng minh tấm chân tình, thì anh quả thật không hiểu nổi tình yêu ấy. Nếu vậy thì tình yêu của chúng ta là gì đây? Với anh, tình yêu là thứ nằm giữa ngày và đêm, giữa sự ấm áp và việc cãi vã, giữa vui chơi và đau ốm, giữa lạc lối và thành công, giữa sinh sôi và mất mát, giữa sống và chết. Vì vậy, nếu em thực sự muốn anh viết thư tình cho em, anh sẽ dùng cả đời mình để viết. Còn em, hãy dùng cả đời này để đọc nhé. Viên Vịnh Nghi hết sức cảm động. Cô đáp lại, chồng tôi là như thế đó, tôi rất thích điểm này ở anh. Anh ấy không nói nhiều, nhưng những thứ viết ra đều rất hay. Hiện nay, Trương Chí Lâm và Viên Vịnh Nghi đang cùng nhau tham gia chương trình thực tế Học sinh lớp 1 trên đài truyền hình Hồ Nam, nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ phía khán giả. Yeah.